Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Tôi Đây. Phần đầu clip, xin phép các anh em cho tôi 1 phút để quảng cáo cái sản phẩm tôi bán ngày hôm nay nha anh em nhé. Ngày hôm nay tôi bán cái sản phẩm dành cho các anh em bỉm sữa, với các anh em nhà đang có con nhỏ tuổi từ sơ sinh cho tới 5 tuổi. Và sản phẩm ngày hôm nay tôi bán là sản phẩm bỉm từ thương hiệu Good Paddler anh em nhé. Đây là một cái thương hiệu của Trung Quốc, là hàng nội địa Trung Quốc chất lượng cao anh em nhé. Nếu mà so sánh về chất lượng ấy, với các cái sản phẩm bỉm nổi tiếng ở trong cái thị trường ở thời điểm hiện tại, ví dụ như là Huggy hay là Bobby, thì tôi nghĩ đánh giá là cũng 1 9 1 10 đấy. Về chất lượng là cũng không kém so với các cái thương hiệu nổi tiếng đâu. Về chất lượng thì là không kém, nhưng về giá thì nó mềm hơn rất nhiều anh em nhá. Và anh em biết tại làm sao mà tôi lại có thể nhận xét được như thế không? Bởi vì là tôi đang dùng nó cho con của tôi. Tôi đã dùng nó cho con của tôi đến năm nay là năm thứ tư rồi. Từ lúc mà dùng cho Khoai cho tới lúc bây giờ là dùng cho em bé gái của Khoai là Mây, thì tôi đều dùng cái bỉm này. Đấy, trước khi dùng cái bỉm của hãng Good Paddler này là tôi dùng bỉm của Poppy. Đấy, nhưng mà Poppy thì giá thành của nó cao hơn rất là nhiều so với việc là dùng cái hàng này. Hàng này hàng Trung Quốc nhưng mà cái chất lượng của nó thì có thể nói là tương đương, nên tôi đã chuyển sang tôi dùng cái hàng này cho tiết kiệm. Và ngày hôm nay sẽ có một cái deal cực kỳ ưu đãi dành cho các anh em viewer ở trên kênh anh em nhé. Bình thường anh em sẽ phải mua cái sản phẩm này với cái giá là khoảng từ 275k cho tới 300k cho một túi bỉm size L dạng bỉm quần có 82 miếng. Thì ngày hôm nay tôi sẽ bán cái combo 2 túi bỉm với cái giá là 438k anh em nhé. Tính ra là một túi bỉm chỉ có giá là 217k thôi. Vậy là anh em ít nhất là tiết kiệm được 60.000 cho một túi bỉm rồi. Đây là một cái deal quá là hời luôn. Anh em chỉ phải bỏ ra là 217k cho một túi bỉm. Với 217k anh em sẽ có 82 miếng sử dụng ở trong một túi bỉm. Đấy, và chia ra thì mỗi một cái bỉm nó chỉ có giá là khoảng 2.500. Quá rẻ luôn rồi anh em ạ. Đấy, anh em có thể tham khảo vợ để mua cái deal này anh em nhé. Giá ưu đãi này chỉ có trên kênh Game Tôi Đây thôi anh em nhé. Đấy, anh em hãy ấn vào giỏ hàng để được nhận ưu đãi. Deal này thì số lượng có hạn và khuyến mại có thể hết bất cứ lúc nào. Anh em nhanh tay ấn vào xỏ hàng để mua cái sản phẩm này anh em nhé. Chúc anh em sẽ mua được cái sản phẩm như ý. Cảm ơn các anh em đã lắng nghe phần quảng cáo của tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến con game ngày hôm nay anh em nhé. Ở trong cái truyền thuyết ở trận đấu này này thì nó lại có cái con tướng mới anh em ạ. Đấy, con Lesak, một trong những con tướng rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Và nếu mà nó đã có trong truyền thuyết ý, thì chắc chắn là tôi sẽ xây dựng để tôi chơi cái bộ đấy anh em nhé. Đấy, Lesak kết hợp với một cái gì đấy, có thể là chơi kết hợp với cả gót 6 đá chẳng hạn. Đấy, 6 đá kết hợp với cả 4 gót là được luôn nha anh em nhá. Lesak ở trong cái bộ đấy nó sẽ rất là lì đòn luôn đấy. Đấy, với những cái đối thủ đánh tay là nó sẽ bị đóng đá. Trong khoảng thời gian đóng đá thì cái thiêu đốt của nó vẫn có thể thiêu đốt được đối thủ mà không có làm cho đối thủ tỉnh. Bình thường là nếu mà đánh tay nhiều ấy, thì nó sẽ tỉnh, nhưng mà cái con này ấy, chủ yếu là bắn trưởng thôi chứ nó không đánh tay vào đối thủ, nên là cái việc mà đối thủ tỉnh dậy nó sẽ chậm hơn, kéo dài quá trình mà đối thủ bị đóng đá hơn. Có thể nó sẽ là như thế anh em nhé. Đấy là phụ thuộc vào xem là bài nó ra là gì. Đấy, còn về cách xây dựng để mà có thể là kéo dài đến late game và chuyển sang cái bộ bài đó ấy, thì tôi đã chơi rất nhiều trận rồi và rút ra được một cái kinh nghiệm. Là để mà xây dựng được ngon lành, ngon nghẻ thì những cái bước đầu tiên ấy, ở trong cái bộ đấy chúng ta xây dựng từ cái bộ beat nó là ngon nhất anh em ạ. Đấy, qua rất nhiều những cái trận đấu rồi thì tôi đúc kết là nếu mà muốn chơi con đấy thì chúng ta nên xây dựng từ cái bộ beat và drui kết hợp với nhau. Đấy, ui rồi, trận nào này nó đẩy cho tôi 9 máu luôn này. Ngay từ đầu game mà đẩy 9 máu là hơi bị căng đấy nhá. Mới round 7 thôi. Đây rồi, kẹp được 2 bit, 3 warrior. Chúng ta vẫn sẽ xây dựng từ cái bộ bit thôi anh em ạ. Đây nó là gọi là kinh nghiệm đúc kết từ rất nhiều những cái trận đấu mà tôi test thử và tôi hướng tới là cái con tướng mới rồi. Và nếu mà chúng ta xây dựng từ bit ấy, sau đó chúng ta chuyển dần sang thì nó rất là luột, nó không bị sốc quá ở cái giai đoạn mà chúng ta chuyển. Đấy, chúng ta lúc mà chuyển thì nó hay bị mất máu mà đúng không? Nó hay bị tụt máu do cái đội hình nó bị yếu đi. Nhưng mà nếu mà chuyển từ cái bộ beat sang ấy thì chúng ta có thể đánh 4 beat kết hợp với 4 hapbox. Cái giai đoạn đấy là vẫn có thể chơi được. Đợi cho đến khi mà tướng co 5 đô Lesak lên được 2 sao, chúng ta chuyển sang gót vẫn rất là ok vô tư anh em nhé. Đấy, nó rất là nhẹ nhàng. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó không ra thì chúng ta cũng có thể chơi beat. Đấy,
Mà cái bộ beat thì nó có thể hướng tới rất là nhiều những cái layout khác ở trong cái quá trình mà chúng ta chơi. Ví dụ như là ra một con live split 2 sao chẳng hạn, chúng ta có thể chuyển từ beat sang là cái bộ trộm chó, rất là ok. Đấy, hoặc là ra nhiều những cái, ví dụ như Ngộ Không chẳng hạn, nó ra một con 2 sao và nó thêm cho tôi một con Ngộ Không nữa, hoặc là hai con Ngộ Không nữa, thì chúng ta có thể chuyển sang cái bộ Insectoid đánh vẫn rất là ok. Đấy, nó là một cách xây dựng khoa học. Khi mà chúng ta xây dựng như thế thì chúng ta không bao giờ chúng ta sợ là cái giai đoạn cuối game khi mà chúng ta không ra được bài, hay là chúng ta chuyển bài và chúng ta bị mất quá nhiều máu dẫn tới cái việc là chúng ta sốc nhiệt và chúng ta bay màu ở cái vị trí top 8 hay top 7 gì cả, thì chắc chắn là sẽ không bị. Đấy là một cái cách chơi rất là an toàn anh em nhé. Ok, lần này thì lại thua rồi. Con zipper của đối thủ bắt đúng vào cái con tướng của tôi. À mà chưa chắc thua, chưa chắc thua. Chưa chắc thua. Lancer vẫn còn sống. À không không không, con này khỏe quá anh em ạ. Lancer này sợ không chịu được nhiệt, đúng thật. Còn có búa sét nữa. Nếu mà cái con Whisper Seal của tôi mà nó còn sống thì khả năng vẫn thắng, nhưng mà vì nó bắt được lên là thôi. Ok, cái round này thì thực ra là tôi lại không muốn up cấp cái round này, bởi vì là up lên ý, thì nó cũng chả thắng được. Cái sức mạnh của nó cũng không nhiều. Nên là tôi quyết định là tôi sẽ để như này thôi. Vì chúng ta cũng vừa có một trận thua rồi. À, cũng không có chuỗi gì cả. Nên là thôi tiết kiệm tiền để chắc chắn round này có một tiền rồi đã. Đấy, hợp lý không? Hợp lý. Thằng này up cấp lên không thắng đâu anh em ạ. Bài quá to. Thôi, cứ để cho nó có chuỗi đi. Thằng này vừa nhá, bài to nhá, lại còn có đồ ngon nữa anh em ạ. Cái chén thánh mà ra cái giai đoạn đầu game này thì ngoạnh lắm anh em. Không có cái cửa gì ăn được đâu. Thôi. Bây giờ hy vọng là giết được thêm một con 2 sao nữa. Được, được, được. Ok. Thôi thế là được rồi. Lọt 3 con, 4 máu đó. Trứng à. Ôm trứng là cũng khá thọt tiền đấy nhá. Cái tầm này level 5 mà có 10 tiền là khá là thọt rồi đã. Đối thủ toàn level 6 10 tiền. Bây giờ là tôi đang không chịu thắng mà cũng không chịu thua. Ơ có một thằng nó thoát kìa. Thằng ao luôn kìa. Ảo thật. Đánh chịu thua ao à? Được đánh chịu thua vẫn ao. Hay là bị ganh nhỉ? Tầm này chắc là cũng hay bị ganh lắm. Giờ này giờ mà phụ huynh hay ganh. Cái giờ này giờ ăn mà. Tôi đang chơi là bây giờ là 6 giờ chiều anh em ạ. Rất có thể là đây là một em còn đang học sinh đấy. Đang trốn bố mẹ trúng chăn mà chơi thì bố phát hiện ra, thế là bắt tắt máy. Ok. Ui lay vào trứng này, thôi xong à. Thế này thì tọt tiền quá nhờ. Ôm lắm trứng này thọt lắm rồi. Hỏng rồi. Tại sao lại ôm nhiều trứng thế? Bây giờ tiết kiệm. Tiết kiệm bán hết mấy cái con không phải cái bộ beat đi. Lấy cái gì đây? Đấy cái này đi. Gọi đệ cho nó nhanh. Nói chung là nhìn đối thủ là biết là chả có ăn được. Thằng này thì 6 Hunter. 6 Hunter thì bây giờ 6 bit thì cũng chưa chắc ăn được ấy nhỉ. 6 bit phải 6 bit to cơ, 6 bit phải gấu 2 các thứ cơ. Thôi đánh bây giờ có khi lại vớ vẩn eco anh em ạ. Trông bài này lèo khéo á. Ra hai trái trứng ôm mất đống tiền rồi. Thọt quá rồi. Level 5 20 tiền. Ai là cái người ít tiền nhất đây? Tôi bây giờ là cái người ít tiền nhất rồi đấy anh em ạ. Không còn ai ít tiền hơn tôi đâu. Bây giờ ra thêm một con eco nữa khi tôi vứt bài vào eco á. Hoặc là tự nhiên mà ra 6 bit nhỉ? Có bao giờ mà tự nhiên nó ra 6 bit không? Cũng khó đúng không? Tầm này mới có 4 bit thôi, còn 2 con nữa. Mà toàn 2 con là 4 tiền ấy. Bây giờ phải ra được một trong hai con gấu hoặc là con cáo. Sau đó là ra thêm một con giải cá nữa là được.
Đây, gặp cái thằng này thì lại thắng cơ. Ừ, vớ vẩn lại thế. Gặp cái thằng này lại thắng. Trước đấy nó đẩy tôi một đống máu luôn ấy. Thế là lại còn không có chuỗi thua luôn nhá. Hỏng rồi. God lên được 2 sao có làm gì đâu. God này 2 sao thì cũng để ở ngoài thôi. Bà cũng chả có tiền mà up 7. Giờ up 7 thọt chết luôn ấy. Khó nhỉ. Bài này tôi sợ là không chơi được cái bài con tướng mới rồi anh em ạ. Thọt tiền quá rồi. Với những cái trường hợp mà bài như này ấy, anh em biết là chơi gì không? Chơi gì thì không biết, nhưng mà nó sẽ phải là chơi những cái đội hình mà đánh ở level thấp. Hết tiền rồi mà. Đi thọt tiền này không áp được cấp lên cấp 9, cấp 10 để chơi những cái đội hình level cao đâu anh em ạ. Vớ vẩn là chuẩn bị là sẽ phải hai prone đánh ở level 7 hoặc là level, cùng lắm là level 8 thôi. Chứ còn bây giờ lên 9 chết ngay. Level 7 thì có cái bộ 6 bit là có thể đánh ở level 7. 6 bit kẹp đẻ. Thọt quá nhở. Lancer à. Mà bây giờ ra hai con Lancer tôi cũng không đập quả trứng như con này đâu. Tầm này mà tôi roll ấy, tôi hyper roll ở level 7, tôi roll ra gấu tôi đập trứng thôi. Roll ra gấu hoặc là roll ra cáo đi, cáo đập trứng được. Chứ còn bây giờ mà đập trứng cho Skelet Lancer thì toang luôn đấy anh em ạ. Con này tí nữa là cũng bán thôi, làm gì còn slot đâu. Nếu mà giả sử như mà chơi 6 bit ý, đánh ở level 7 ý, thì là 6 bit kẹp với Whispersia là hết rồi. Lên 8 thì bay ra mà nhét được, nhưng mà làm gì còn tiền lên 8. Đã bảo Hyper Drone ở level 7 là hết tiền. Thế nên là thôi. Mà lên 8 thì nên là kẹp Half Orc. Chứ còn cũng chả có slot cho con Scarlet Lancer đâu. Thế nên là tôi nghĩ là cái việc là chúng ta đập trứng là nó hơi phí. Bây giờ nó tự lên được 2 sao thì lên thôi. Ok, vậy là nó không lên. Ok. Velomaster. Con này bây giờ cũng không uy tín như lắm. Kẹp như này sẽ có vua lóc này. Thôi bán bô đi anh em ạ, tiết kiệm tiền. 41 tiền rồi đã. Như tôi đã chia sẻ với anh em ấy là chắc là chúng ta sẽ phải đánh ở level 7. Bây giờ mà lên 8, lên 9 làm gì còn tiền đâu. Anh em nhìn tiền của tôi thọt lắm rồi đấy. Level 6. Mà không những là tiền thọt mà máu nó còn ít cơ. Máu so như này khi mà chúng ta xài tiền khá là nhiều thì máu như thế này nó là khá là ít rồi đấy. Ui ai đấy, ai đấy, Phạm Hiếu à? À vừa sang soi bài tôi đấy hả? Anh đây, anh đây. Anh Tuấn đây. Anh Tuấn cơm thật chứ còn gì nữa. Ai giả ở đây đâu. Đang làm content này em ơi. Từ cái hồi mới update ấy, đến bây giờ thì nói thật với anh em là cũng rất muốn làm content cái con tướng mới, con Lensac ấy, nhưng mà mới làm được đúng một video. Chơi nó cũng khó mà, nó cũng đâu có dễ đâu. Ok, từ từ nhá. Giao lúc hai con Tabu chờ này anh em ạ. Dã man. Ui mẹ ơi, thế thì chơi gì nhỉ? Đập trứng luôn không? Luôn nhưng còn gì nữa. Khoan, mà khoan, bây giờ chơi cái gì? Thế thì quay xe thôi anh em ạ. Không có bít biển gì nữa, mà cũng không có tướng mới gì hết nha anh em nhá. Ui rồi ôi, mà đồ. Hỏng rồi. Ôi cả, ui rồi, chợ này nhiều anh em fan đấy nhở. Hóa ra là nhiều anh em xem tôi phết. Vào trong game anh em nhìn thấy tôi anh em chào này. Ôi nhưng mà chuyện này bây giờ nhá, tính như là nếu mà ra một cái con đấy à, tabu lên được 2 sao rồi thì chơi cái gì cho nó hợp lý đây. Mà đồ khèo chứ, vừa quả ra quả đồ hơi khèo luôn đấy. Insectoid anh em ạ. Tôi nghĩ là bây giờ chỉ có Insectoid mới cứu tôi thôi.
không có beat được nữa rồi. Tầm này không beat được nữa rồi. Beat đánh ở level 8 mới kẹp được con tabu cơ. Tabu phải xài được luôn anh em ạ. Bây giờ tôi dồn đồ, tôi đổi cái quả trứng anh em nhá. Bây giờ dồn đồ đổi quả trứng đi. Đánh ở level 7. Hợp lý không? Insectoid anh em ạ. Rất hợp lý. Trận này bao nhiêu người có chuỗi luôn. Bình thường là toàn tôi có chuỗi, nhưng mà trận này toàn người khác có chuỗi anh em ạ. Tôi là cái thằng không có chuỗi chứ. Thế mới cay. Ok mà Thịnh gà này có chuỗi cộng 9 cơ à. Căng phết nhỉ. Thịnh gà có chuỗi cộng 10, chuỗi thua này. Ác thật. Rồi đánh ở level 7 được rồi. Bộ này khi phải Hyperdrone ở level 7. Lên 8 thì hết tiền nhỉ. Lên 8, 32 tiền lên 8 cơ. Còn bao nhiêu đâu. Up 32 tiền lên 8. Mà nếu mà ở level 8, ở round 21 thì chúng ta còn khoảng 30 tiền chúng ta roll. Bây giờ up lên thêm một chút nữa vẫn được đấy nhỉ. Round sau là Nguyễn Long đi là có thể vứt cho tôi thêm khoảng 7-8 tiền gì đấy là cũng ok đấy. Không có khi lên 8 roll anh em ạ. Tính toán nó phải hợp lý vào tí. Được không? Hợp lý không? Có thể nó sẽ là hợp lý. Ok. Ơ cắt được chuỗi không? Cắt được chuỗi thì ngon. Ui giời ơi, được quá. Thế thì có tiền rồi. Có tiền lên 8 anh em ạ. 75 tiền. Trời ơi, ra thêm một tabu này. Chính xác rồi anh em ơi. Vậy là chúng ta chọn đúng lên văn minh rồi đấy. Hay quá nhờ. Rồi lấy cái đồ gì đây nào. Mấy cái đồ này thì thực ra không cần nhỉ. Random bố đi. Random xong mà không ấy là rèn luôn. Ok. Rèn luôn. 5 đơn vị thôi. Chúng ta sẽ kiếm cái quả trứng. Không có. Random luôn. Hơi đen. Mà không sao. Round sau là round 20. Chúng ta lại có một lần roll nữa. Chúng ta có một lần rèn đồ nữa. Sẽ có một lần vứt đồ, một lần rèn đồ. Yên tâm, tôi sẽ lấy bằng được quả trứng cho con tabu. Đấy, trận này có 9 mét nữa nhá. Vậy là quá hợp lý rồi anh em ạ. Trận này có 9 mét rồi, chúng ta chơi Insectoid nó là quá hợp lý rồi. Rồi. Quá tuyệt vời. Rồi, hay quá nhỉ. Ổn rồi đấy. Đánh ở level 7 mà đã ổn như này rồi. Rồi lên 8 dần thôi anh em ạ. Lên 8 dần thôi. Ok, round sau tôi sẽ bán hết bit đi. Chúng ta đánh ở 8 thôi. Round sau bán hết bit đi roll. Hyper roll ra đủ bộ cái đã. Kiểu gì round này có phải ra quả trứng anh em ạ. Hai lần random nữa, tức là chúng ta đã vứt được 9 đồ rồi. Thế kiểu gì round này cũng ra quả trứng thôi. Ra được một quả hay hai quả thì nó còn tùy vào nhân phẩm, nhưng mà chắc chắn là ra. Sau đó là Tabu Witcher là một quả đã. Chơi cái bộ Insectoid này thì chúng ta không cần nhiều đồ đâu anh em ạ. Chỉ cần có trứng thôi cho con co là được rồi. Sau late game chúng ta sống sót được đến late game chúng ta sẽ có đồ. Còn cái tầm giữa này thì cứ lấy trứng mà chơi phang cho nó dễ anh em ạ. Ok. Chỉ cần những cái con tướng 4 tiền mà nó có trứng thôi là nó đã rất khỏe rồi. Như thế này là chúng ta có hiến tế 4 tiền luôn á. Rồi. Xem nào, có trứng không? Không có trứng, random tiếp. Hơi đen nhỉ. Vẫn chưa ra, lại phải random phát nữa. Chuyện này có mết nên là chắc là giữ lại cái cầu vực thẳm. Đèn quá nhờ anh em nhờ. Hai lần coi như là roll mà không ra được luôn ấy. Thôi tôi lại phải đổi tiếp thôi. Đấy là cái điều đương nhiên rồi. Chúng ta sẽ đổi cho đến khi nào mà chúng ta đủ. Chúng ta ra được cái món đồ ưng ý thì mới thôi nha anh em nhá. Tiếp.
Đây rồi, phải ra chứ, không ra là không được. Ok nha anh em nhá. Vứt hơi bị nhiều đồ mới ra đấy. Chúng ta thiếu một con insect nữa. Tạm thời chơi 2 insect 4 bit. 2 insect 4 bit 62 máu, chưa cần phải khô máu quá ở round này. Một round nữa bị đẩy cũng được anh em ạ. Tôi nghĩ là nếu mà gặp cái thằng yếu yếu một tí thì chắc là như này thì cũng không sợ bị đẩy lắm đâu. 9 warrior à? Thì ngày chưa lên được 9 warrior vẫn chơi được. Ok, tabu chưa gánh hết. Được không? Được luôn anh em ạ, 4 bit khỏe luôn. Rồi, round sau chúng ta lại roll tiếp. Rồi roll thôi. Đây rồi, đủ 4. Ok, đủ 4 rồi đấy. Đủ 4 phải có 2 hiến tế nhá. Khá là ngon. Roll thêm đi. Hiếm thêm hiến tế vào anh em ạ. Đây rồi. Từ từ đã, con này tí nữa mới cho vào được. Đây, thêm hiến tế. Ok. 3 hiến tế được rồi. Tí nữa cái con bọ hung ấy nó sẽ thay cho con bọ cạp. Con lick nó sẽ thay con bọ cạp. Con bọ cạp sau này nếu mà chúng ta có 2 sao nó sẽ thay ra. Gặp ngay 9m, quá ngon anh em ạ. Xong rồi, 9m thì gặp tôi thì xác định mất đống máu luôn. Mà bây giờ những cái con hiến tế nó chết ấy, nó ra con tabu thì nó không ngán mấy cái bọn bắn trưởng đâu. Tabu Witcher kháng phép cực kỳ cao luôn. Nếu mà ra là con tabu 3 sao nó đánh nó còn gây được cái lượng đam lớn cơ. Chơi bộ này đồ rất là rẻ tiền luôn nhá. Đấy, tiếp tục thêm hiến tế 4 tiền. Quá ngon. Như này luôn ấy. 4 hiến tế luôn, cần gì Warlock. Không cần Warlock. Chơi khô máu luôn anh em ạ, không cần hồi máu. Đánh càng nhiều hiến tế càng tốt. Thịnh gà vừa lấy sang soi đúng không? Ok. Mà thịnh gà là fan ở trên kênh thì không sao. Tôi rất là ái ngại với những cái người mà cứ sang soi bàn của tôi liên tục. Rất là ái ngại, tôi phải xem xét lại cẩn thận xem đấy là ai. Đó, ok rồi đấy. Đấy, tầm này bây giờ thì cứ tà roll thôi. Đội hình nó mạnh rồi. Anh em thấy là có một giai đoạn mà tiền cực kỳ thọt nhá. Đội hình rất là yếu. Tự nhiên ra hai con tabu quay xe cái. Bây giờ lại vớ vẩn lại đang mạnh nhất ấy. Ok chưa? Rồi, cờ lai. Đấy, biến ra 3 sao hiến tế luôn kìa. Khỏe luôn. Thôi, nói chung là ấm rồi đấy anh em ạ. Quá ok. Với cái đội hình này tôi nghĩ là sống khỏe, sống thọ đến round 25 luôn ấy. Mà chả cần phải roll ấy. Nhưng mà thôi cứ roll để form cái đội hình cho nó mạnh lên. Ngộ không này. Tí nữa kiếm quả trứng nữa cho ngộ không. Vứt thêm được con nữa anh em ạ. Được thêm cái bộ beat. Nếu mà kiếm được thêm thì tí nữa tôi sẽ kiếm. Doom cũng được luôn. 3 quả trứng dành cho con Doom, con ngộ không và con tabu. Giữ lại đúng con bọ cạp thôi. Thế là được rồi. À sorry anh em, giữ lại đúng con sâu thôi. Đấy, giữ lại con sâu rồi chúng ta sẽ có bộ beat. Full 4 đô luôn. Đội hình full 4 đô hiến tế. Quá khỏe. Tiếp tục chúng ta gặp một cái bộ Insectoid. Đấy, nhưng mà tôi bây giờ Insectoid của tôi trông dày lắm anh em ạ. Từ từ nha, Phạm Hiếu này sao lại có con heo cầm gậy xanh à? Ui thì vớ vẩn, tôi thua nhỉ. Đối thủ đẻ kinh hơn. Đối thủ đẻ kinh hơn anh em ạ. Ui tôi chết mẹ rồi, quả này đẩy nhiều máu đấy. Ây à, đau. Hỏng rồi, hỏng rồi, con tabu chờ tôi đang đánh với con nhện. Hỏng rồi anh em ơi, ui lát người. Con heo vẫn sống kìa. Thôi hỏng rồi. Quả này lát người luôn đấy. 50 máu không? Không, chắc 30 thôi. Nhưng mà vẫn là nhiều. Ui, nhiều thế.
À ôi đau. 35 máu anh em ạ. À. Vãi đái, từ đang 60 máu bây giờ sắp đi. Sợ vậy. Quả Phạm Hiếu cũng chơi cái đội hình này nhưng mà đánh ở level 9 anh em ạ. À. Nhiều hiến tế hơn. Với cả có heo. Vấn đề vấn đề là có heo. Làm quả giật mình thế không biết. Từ 60 máu bay màu phát còn có 27. Gặp rao nữa là vớ vẩn đi. Dã man. Thôi cái rao sau phải xả gấp thôi anh em ạ. À. Không bay màu. Sợ quá đi mất tôi. Ơ anh em lại chào tôi chào rồi bên nhở. Tôi nhớ anh em chào đấy. Ô ô ô ô ô. Lại một anh em nữa lại không nghĩ là gặp tôi à. À thế vừa lấy là mơ à. Bây giờ mới là thật à. Dạo ở đây thì có rất nhiều anh em yêu quý. Tôi cũng phải nói là rất là tự hào vì được các anh em yêu quý ở trên kênh cũng như là ở trong game. Đi đâu các anh em chào thế là vui rồi. Heo này. Sợ thật đấy. Làm quả trứng nữa, nhưng gì nữa. Bây giờ chỉ có trứng mà pick thôi. Vứt hết bao nhiêu đồ rồi mà chả nhẽ lại không pick trứng đúng không? Pick trứng luôn. Không nói nhiều. Cho ngộ không. Ok. Con này vào. À, thứ 2 bit à. Thế thì cũng không ngon lắm nhỉ. Thế thừa một con. Rao này có đi không? Nếu mà mình cứ kiểu mình không roll rao này thì rao này liệu rằng là có đi không nhỉ? Đổi một đồ nữa nào. Bây giờ chỉ đổi đồ xanh dương rồi thôi. Mà bây giờ thừa rồi, thừa trứng rồi, hai quả được rồi. Thế này đi, làm quả đồ cam xem nào. Ok, lấy cái hút máu, chắc chắn là thế rồi. Chơi đồ bộ này thì đồ nó hơi bị thọt một tí do phải đổi cái trứng quá nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ là gặp beat này thì tôi vẫn ăn được thôi. Ủa thằng này có con lết sắc 2 sao nhá. Ăn nổi không? Insectoid. Biến ra được sâu. Ok. Ok. Lét sắc 2 sao vẫn có thể cân được. Tabu chưa cân được. Tabu chơi. Đừng có đánh vào mấy con đệ nữa. Trời ơi. Đánh vào mấy con đệ kia giải quyết được cái gì. Lao thẳng vào đánh con lét sắc của tôi. Ui. Vẫn là vô tư luôn anh em ạ. À. Beat đi rồi. Beat level 10. 6 beat kẹp với cả 4 half orc. Lét sắc 2 sao. Gặp Insectoid bay màu anh em ạ. À. Dã man. Quả vừa rồi đẩy hơi nhiều luôn ấy. Được thế nhờ. Chứng tỏ là cái bộ mà lét sắc kẹp với cả beat không mạnh lắm đúng không? Anh em thấy là bây giờ tôi đủ tiền lên 10 luôn này. Kẹp cái con hai con tabu chơi hiến tế luôn. Vẫn thừa một insect ấy nhá. Mà bây giờ chưa biết cho con gì vào thay. Thôi vẫn để thế vậy. Tí nữa mà ví dụ như là cái con thêm một con ngũ không nữa thì vứt cái con nhện ra. Thêm một con sâu vào. Ok. Bây giờ để nhận hiến tế thì vẫn ngon. Rồi ok, nhưng mà chúng ta lên được 10 rồi. Cái vấn đề nó ở cái chỗ đấy. Chơi Insectoid mà lên được 10 này thì vô địch ở đấy. Bình thường đánh ở 8 bây giờ lên 10 kìa. Gọi ra cả ngũ không 3 sao luôn. Quá khỏe rồi anh em ơi. Được đấy. Ui rồi đẩy 35 máu đối thủ luôn. Quá tuyệt vời rồi. Giờ, bây giờ tôi không thèm chơi con heo ấy. Như này đi. Thêm mua lóc đúng không? Quá tuyệt vời. Có lên đổi đồ không nhỉ? Đổi cái giáp cho nó trâu trâu một tí. Ok. Hai cái giáp luôn. Cầm vào 19 giáp giống như là cộng warrior vào rồi. Hợp lý. Con này nó phải trâu một tí anh em ạ. Có hút máu với cả có thêm giáp. Đánh châu châu tí. Gọi đệ ra là vừa. Gọi mấy cái con hiến tế ra là vừa. Chứ còn để chết sớm thì cũng không ăn thua. Rồi lần lượt sẽ tiễn các bạn đi thôi. Mà Phạm Hiếu chơi cùng bộ anh em ạ. Rồi gặp Thành. Thành chơi 9m vô tư. Tầm này 9m gặp là vô tư rồi. Đấy gọi ra rất nhiều sâu ở đây. Xác định luôn là Thành là bay bầu ra này rồi. Ngộ không 3 sao, vả cho 2 phát là coi như là toàn bộ đội hình ra đi.
Lại một lần nữa là 31 máu. Quá nhiều trong một round đấu. Quá căng thẳng anh em ạ. Đẩy mỗi round 31 máu. Duy anh ra đi vậy là chúng ta sẽ gặp cái nhà Insectoid solo. Hai nhà Insectoid gặp nhau anh em ạ. Mà đối thủ là hình như là đang... Ui, cái gì đây? Heo 3. Lên luôn heo 3 sao. Cộng Insectoid không, chuyển sang God. Đánh God kết hợp với cả gì? Kết hợp với cả Insectoid. À, đội hình lạ đây. Không, tôi nghĩ đấy là chính là cái bộ God kết hợp với cả con Led Sắc đây anh em ạ. Chuyển dần, đang chuyển dần, đang chuyển dần, đang chuyển dần. Có thể sẽ là trộm chó. Nhưng mà anh em thấy cái gì đây không? Tôi đang cầm cái đồng xu ấy rồi. Tính toán là hay đến từ vị trí của Tuấn Cơm. Khi mà Tuấn Cơm đã để cái đồng xu sẵn ở đây, không bao giờ bị cướp luôn. Có lúc nào sẽ được an toàn. Chắc chắn là không bao giờ bắt được tôi. Nếu mà giả sử nhưng mà có chuyển sang trộm chó thì tôi vẫn là vô tư. Ok, rồi. Dồn toàn bộ đồ cho Led Sắc rồi, gậy xanh cho Led Sắc. Tabu chờ gánh được không? Tất nhiên là gánh được. Chỉ với như là hai chém vào người Led Sắc thì Led Sắc bay màu. Con này đam to nhưng mà được cái là rất mềm anh em ạ. Con Tabu chờ của tôi thì nó là gì? Anh em nếu mà chơi Dota thì anh em đều biết. Anti-mết anh em nhá. Anti-mết đấy. Nên là những cái con mà bắn trưởng ấy, nó rất sợ con này. Mà cái con Led Sắc nó lại có một cái điểm yếu chí mạng. Anh em biết là gì không? Đấy là nó bị mất mana theo giây. Con đấy không cần chém vào nó cũng mất mana. Nó càng làm cho con Tabu này nó burn mana nhanh hơn. Và khi mà con Tabu nó đã burn mana nhanh hơn ấy, thì nó sẽ tung trưởng nhanh hơn. Thế thôi. Nên là cái việc mà dồn đồ cho Led Sắc, cái con Led Sắc nó rất sợ con Tabu này luôn. Hết mana là không tung được trưởng là một này. Thứ hai là gì? Là burn mana nhanh thì là tung trưởng của Tabu nó nhiều hơn. Đấy, Led Sắc là chịu được nhiều sát thương phép. Chịu rất nhiều sát thương phép đến từ Tabu. Thế nên là bây giờ là chúng ta chơi cầm cái đội hình là counter đấy. Ngoài con Tabu chính của tôi ra, nó còn có thể gọi ra những con Tabu từ cái bộ Insectoid hiến tế nữa. Mà những con Tabu nó gọi ra là 3 sao luôn đấy. Nếu mà nó có xuất hiện nó sẽ là 3 sao. Và một khi là 3 sao thì những cái con đấy nó chém phát nào là nó bắn trưởng phát đấy luôn. Chắc chắn là chúng ta đang rất là trên cơ đối thủ à. Tầm này bây giờ đối thủ chuyển sang cái gì? Trộm chó thì cũng không ăn được đâu. Tôi giờ tôi đang có một cái sự bảo vệ với cái bộ trộm chó rất là khỏe ở đây rồi. 2-3 round nữa thôi là chúng ta chiến thắng. Anh em cứ yên tâm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một cái BKB. Món đồ cực kỳ an toàn. Chắc chắn là sẽ phải lấy. Không thể nào trượt được cái đồ này rồi. Nếu mà chúng ta có thể lấy cái đồ thứ hai thì đây nó chắc chắn nó sẽ không phải là cái đồ đầu tiên. Đấy, nhưng mà không có đồ thứ hai đâu anh em. Đây nó chắc chắn nó sẽ là cái đồ đầu tiên rồi anh em nhá. Chúng ta sẽ phải lấy ở cái món đồ tìm. Không phải phân vân gì nữa. Chúng ta sẽ pick cái vĩnh hằng anh em nhá. Đấy, tôi phân vân hơi lâu ấy. Ok. Rồi, lấy cái vĩnh hằng đi. Tôi nghĩ là cái đoạn mà vừa rồi tôi nói nó hơi giống Duy Lến, anh em thông cảm nhá, hơi ngáo tí. Nhưng mà không sao. Đấy, sau khi ngáo xong thì tôi lại trở về bình thường anh em nhá. Chúng ta tiếp tục với con game này. Bây giờ chúng ta đang thế thượng phòng. Đấy, ngáo một tí cũng không sao. Bởi vì dù có ngáo thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thua được cái trận đấu này rồi. Với cái lượng đồ như này, kèm thêm đấy là gì? Cái đội hình counter. Chúng ta không thể thua. Ok. Tabu rất nhiều đồ kháng phép ở đây. Ngoài cái việc đấy ra thì chúng ta còn có một lượng Tabu sắp tới là đẻ ra nữa. Đấy, hiến tế ra Tabu 3 sao, câu chuyện kết thúc. Xong rồi, ui Tabu 3 sao chém cực kỳ nhanh. Mà chém phát nào là lổ đam phát đấy luôn kìa, anh em thấy không? Đấy, quầy hết, chết hết. Trời ơi, anh em nhìn kìa, đẩy kìa. Vừa lấy Phạm Hiếu đẩy 35 máu, bây giờ tôi đẩy ngược lại luôn. Ngộ không lên 2 sao. Tiếp tục. Rồi, xài tiền rồi, round này là hết rồi. Già quá nhiều ngộ không luôn này. Bây giờ có thừa gì không? Đập trứng như con này luôn. Cho ngộ không vào. Quá tuyệt vời. Rồi xong rồi đấy. Round cuối. Đối thủ chuyển sang 6 đỏ anh em ạ. Gót 6 đỏ rồi. Nhận thấy là không để trộm chó rồi. Khi mà tôi có đồng xu tôi vẫn giữ đồng xu ở đây. Không phải trộm chó được là đối thủ quyết định là chuyển sang là gót 6 đỏ.
kẹp với cả con lét sắc 2 sao và con heo 3. Nhưng mà thôi, nói chung là kết thúc rồi đấy. Đó, hai con tabu lần lượt là bơn mana. Đấy, sau đó là chuẩn bị bớ vào. Thậm chí là ra được một con Swordman 3 sao cơ. Càng ấy. Ok, con heo của đối thủ đẻ có vẻ hơi nhanh nhỉ. Heo đối thủ đẻ liên tục kìa. Chưa rồi, nhưng mà tôi hình như hết quần. À, vẫn còn Ngộ Không. Vẫn còn Ngộ Không, vẫn còn tabu. Tabu vẫn có đồ. Ok, xong rồi còn gì nữa. Xong rồi. Thế này là xong rồi, còn có 6 máu thôi. Ba anh à, ba Phạm Hiếu nha, ba Phạm Hiếu nha. Không kịp chat, không kịp chat, không kịp chat. Phạm Hiếu trước khi ra đi đã bài tôi anh em ạ. Quá tuyệt vời. Một trận đấu rất là nhẹ nhàng, với một cái chiến thắng cũng nhẹ nhàng thôi. Đấy, gặp các anh em fan ở trên kênh rất là vui vẻ. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ kênh nhá. Đấy, anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em thể chọn clip bên trái 1001 cách counter con tướng mới anh em nhá. Tôi trận đấy tôi dồn đồ cho con rồng mập, cũng counter rất mạnh với con lét sắc. Đấy, và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi con lét sắc nó mạnh đến cỡ như nào ở trong meta mới anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.